Ủa, rồi sáng rồi. Trời ơi, khỏe khoắn quá. Rồi, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời luôn á bạn ha. Hôm nay chắc đi cắm trại là tuyệt nhất luôn á. Trời, bầu trời trong xanh chưa kìa. Sao nó tối tù vậy? Ủa, nãy mình nhớ mình mới vừa ngủ dậy 7 giờ mấy mà. Có vụ gì vậy? Rồi, hello các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel mình Na Chi TV đây. Trước khi vào video nhớ like, share và chia sẻ video giúp mình. Và nhớ bọn mình nha, và nhớ mọi tất cả người trong đêm tối nữa. Giờ phải đi điều tra lại sao đây. Tự nhiên đây trời sáng mà nó trời tối thui còn có mặt trăng nữa trời. Đâu lên coi tivi có gì không? Báo động, báo động. Hiện tại mặt trời đang rơi xuống trái đất, đang rất là nguy hiểm với trái đất chúng ta. Nên các bạn hãy cố gắng xây nhà an toàn nhanh đi. Còn bây giờ thì nó đang sắp tiến tới trái đất rồi. Nhanh lên các bạn ơi. Chỉ còn một vài giờ nữa thôi thì mặt trời đang tiến tới trái đất rồi. Các bạn hãy mau sử dụng những vật liệu xây dựng để xây dựng nhà an toàn nhanh lên đi. Rồi bây giờ tôi cũng phải đi đây. Nó tới chỗ tôi rồi. Oh no. Cái gì mà ghê vậy? Ờ giờ mình phải làm sao đây, làm sao đây? Anh Chi ơi, okay, anh Chi mình xây ơi, thành... biết tin gì chưa? Biết tin gì chưa, Chi ơi? Biết rồi, biết rồi. Mặt trời đang gần trời ơi, xây nhà an toàn chống thảm họa đây. Trời ơi, giờ ông biết là mặt trời nó ghê lắm á, nó cực kỳ mạnh luôn á. Giờ phải xây một cái thảm, gọi là xây cái gì đó để chống lại mới được. Đi 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 đi, lắp gì cứng nhất có thể à, bảo vệ đường mình khỏi mặt trời. Điện thạch. Ok, giờ mình sẽ dùng thách thiên thạch để xây á bạn ha. Để coi như bảo vệ mình khỏi mặt trời. Rồi rồi, nhanh. Thôi ơi, xây nhanh thôi. Rồi với lại bây giờ tụi mình sẽ cần lấy thêm nè, hát điện thạch nè, lấy thêm nước nữa. Tại vì á, mặt trời nó nóng lắm, có nước nó sẽ hạ nhiệt cho tụi mình. Ok, dạ đâu. Đúng rồi. Mình sẽ lắp nước vô rồi là xây xong lên nguyên căn nhà. Ở đầu mình sẽ phủ nước lên toàn bộ. Giờ xây đó bạn ơi. Đóng tắt đi. Nè, xây lấy thêm mấy block băng này nữa hả chị ơi? Băng hả? Giờ dùng mọi thứ lạnh lẽo nhất là để chống lại nó hả? Băng nè, lượm đi. Mệt tao không tiệt chứ. Ơi, băng đâu. Còn ấy còn loại băng nào nữa mà cái băng mà nhìn trong suốt màu xanh á, xanh nhạt á, ấy xanh đậm á. Để tôi cái coi thử coi. Đây băng này. Cày thế nhờ. Trời ơi. Trơn rồi, nhanh lắp nhanh đi Sầu Yên, lắp từng lớp đi. Đó, mình sẽ cho băng này vô bạn ơi. Đó, ê, nó bị cháy nè. Băng bị tan nè. Ôi. Bị hả? Khó rồi nha, băng bị tan rồi, bị khó chịu à. Vô lắp vô Sầu Yên ơi. Cố gắng lên. Chờ mấy phần này trước bạn ơi. Để lắp mấy này trước ra. Ủa ông Sầu Yên đâu rồi, trời? Bây giờ tôi sẽ đi về nhà, tôi lấy một tí đồ để về có gì trang trí thêm cái chỗ của mình. Ok, trang trí thêm á. Thêm lấy thêm đồ cũng được. Lấy nhớ lấy bàn ghế gì nha, nhiều vô còn ngồi nữa. Rồi, biết rồi. Đợt này phải sống sót qua mặt trời các bạn ơi. Các bạn có biết không, mặt trời là cái ngôi sao rồi nóng nhất trên hành tinh á. Nó tỏa ra một đường nhiệt độ rất là cao nữa. Nhưng mà mong là đợt này bọn mình có sống sót mới được. Giờ mình tới phim một cái phần kính nè bạn ơi. Trời, lấy đồ ông vậy ông nội? Ông chơi gì kỳ cục vậy? Tàn đồ mà ông không được. Xài ké ai làm mấy món hết thảm họa cái ông lấy về nhà ông. Lấy thêm mấy món đồ của nhà từng người trong làng nữa chứ trời. Ông các bạn nhìn ổng kìa. Được rồi. Rồi. Tôi qua lấy cho nhà ông nè. Ừ được á, cũng được á. Lắp xong phần máy à, mình sẽ đổ nước khắp mọi nơi luôn. Trời, hết rồi, đợi Sầu Yên cung cấp thêm cho mình cái. Sầu Yên, ông có nghe tiếng gì không Sầu Yên? Hình như là Ủa? Ui! Hình như là nó đó chị ơi. Cái gì mặt trời đang bay xuống một lần kìa. Đi nhanh lên, nhanh lên. Mặt trời đang rớt. Trời ơi. Chưa xong mà. Ôi, nhanh lên Sầu Yên ơi, nhanh lên. Lắp kính nhanh. Lắp giùm đi, trời ơi. Rồi, lắp vô luôn. Trời còn té nữa trời. Lắp à, thành cái máy quay. Nhanh, cho thành máy quay. Ok. Ui. Trời ơi, lắc quá. Quay. Ôi. Cái gì vậy? Ôi. Trời ơi, nổ nhà rồi. Làm quy một phần này thành mặt trời luôn rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Ôi, sửa nhanh Sầu Yên ơi, sửa nhanh. Ủa, hình như băng chống lại được nha. Xong nè bạn ơi, ý, lại nữa rồi, lại nghe tí thì đặt các bạn ơi, mình nhìn thấy nó rồi kìa. Mặt trời lại chuẩn bị rớt xuống nữa rồi. Lần này đâu biết nó nhắm xuống nào nữa. Bọn mình cũng đã đem một ít đồ của từ bên kia qua nữa rồi. Rồi, mình cuối tụi mình đã nước để cho nước ngập hết khắp rồi. Giờ mình có nhìn xuyên qua đường nè bạn ơi. Cố nhìn chút xíu cũng mà cũng thấy được nó là mặt trời đã ở đâu. Rớt xuống rồi. Có bạn nào đoán được thời gian khi mặt trời đáp xuống không ta? Ôi, nó lại tốc độ ghê thiệt chứ. Ừ, có bạn nào đoán được thời gian không? Nếu như bạn nào đoán đúng được thì
mình sẽ cho bạn một like thả tim luôn à. Rồi, tao bảo mình cũng có máy lạnh thả quá trời đó bạn ơi, mở máy lạnh đi. Ê, 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 nó gầm to to quá vậy. Trời ơi. Hên quá có lớp nước phía trên. Nguyên một cái vlog kính nó bị biến thành đó luôn kìa. Không, mình như là nước sao Nguyên ơi, nước kính không sao hết. Nước hả? Nước. Ồ, hên quá. Ê, lên, có cái gì bắt lên trên đây. Lại nữa rồi, lại nghe tí nói rồi. Nữa kìa, tới nữa rồi kìa. Trời ơi, chưa hết gì lại thêm một cái mặt trời đang rớt xuống cho mình nữa rồi. Ai mà hoài vậy trời. Ôi, cái phần này như lóc mặt trời nè, sao Nguyên tập ra được không? Đi vô đi ba ơi, ấy, vô chi? Vô, mình sẽ đứng đây mình ngắm mặt trời. Ê, chỗ này bị mất lóc rồi. Đặt coi, tự cho gần tới rồi mà chui vô. Có nước bảo vệ. Ê, không sợ chết à. Còn số nước không, dục cho tôi xôi. Nhanh. Nè. Nhanh, dục cho tôi 2-3 số nước đi, đâu? Nè, sao lưng kìa ba. Thấy giờ mới thấy nè. Ồ, thấy rồi, nhanh. Mình sẽ lắp nước phía trên trước các bạn à. Ui, nó tới rồi. Rồi. Thôi quá, mình đang ở trong nước mình không sao hết, bơi lên Sao Quý ơi. Ồ, thêm một lớp mặt trời luôn bạn ơi. Chừng nào không biết chừng nào này mới kết thúc nữa. Nó lại tới nữa kìa Sao Quý ơi. Kìa, gần quá trời. Ôi, luôn. Ui, nó bay trời. Ê, chạy. Ui, nó xuyên qua nhà mình kìa, nó đáp xuống dưới rồi. Trời, sống luôn. Trời, gì hoài vậy. Ê, thêm một cái nữa kìa Sao Quý. Hình như nó đang tiến vào nhà chị Nabi đúng không? Đúng rồi, hình như vậy á. Ê, không sao mà nhà chị đã bị đi du lịch của Nguyên nữa rồi. Bùm. Trời ơi. Không trời, xong luôn, mất cái nóc nhà luôn. Mất cái nóc nhà luôn rồi. Ủa, nhảy xuống Nguyên rồi. Nguyên đi du lịch về mất cái nóc nhà. Không, mất. Được thêm cái mái nhà chứ không có mất nóc nhà thôi Nguyên ơi. Ê, bơi lên. Thêm mái nhà cứng hơn phải không? Thêm mái nhà cứng hơn nữa, mà nóng hơn nữa. Ê, một cái thi thạch chứ bị rớt xuống nữa kìa. Rớt hoài vậy trời. Quay, ngay chỗ mình luôn. Ôi. Ao. Ôi. Cái gì mà kinh vậy? Ôi, nó rớt. Ghê quá bạn ơi. Trời, lóc mặt trời. Ê, sao Nguyên có cái bông đưa cho tôi mượn cái cúp đi. Có phải có chứ, Nguyên cái cúp kim cương luôn. Ôi, đang đâu vậy? Đây dưới này, đây đứng ngay lóc mặt trời. Để tôi đập ra nữa coi, tôi lấy lóc mặt trời đó coi. Nhanh. Lại thêm một cây rớt. Chụp nè. Đâu, dục dưới. Ôi, thấy à. Ui, một cái rồi kìa bạn. Trời. Hoài luôn á. Đâu đi, mình đặt tử lóc mặt trời coi. Mặt trời nè. Ôi, ông đập được sao Quý ơi. Rồi, thêm một tiên tạch. Rồi xong luôn, tới công chuyện kìa. Luôn. Ôi, ơi, hình như mà em bay vô nhà của ông ơi. Ui, ôi, banh chành luôn hả bạn ơi. Không sợ ra vậy. Sợ gần chết này, đây núp này, nó giờ đây né nè, nó không ráp xuống nhanh đúng cho tôi. Đâu sao đó. Chỉ cần xa xa biết nguyên lý của mặt trời rớt rồi. Rồi cái gì đây, gì đó. Ôi, nhảy đi ra luôn kìa. Rồi xong. Ơi, không chừng nó phá hủy làng sinh tố luôn á chị ơi. Nó đang như đem muốn phá hủy làng sinh tố của mình hay sao á. Ê Sao Quyên, không có vũ khí nào có phá hủy mặt trời không vậy? Đi năng lượng cũng được. Sao mà có được. Dạ tôi với ông à. Dùng súng năng lượng phá hủy mặt trời được không? Hợp lý. Đúng rồi, đi thôi, súng năng lượng đó. Súng năng lượng đây rồi. Đâu rồi, đi lên. Lần này mình phải phá hủy mặt trời. Ý, lóc mặt trời thì sao em? Trời ơi. Hình như nó bể quá, nên bể ra mình nè. Rồi xuống. Đúng rồi. Chuẩn bị có một đợt thiên thạch tới nữa là mình bắn nha. Đợt này không biết nó sẽ ở chỗ nào nữa. Xuất hiện kìa. Chuẩn bị bắn nha. Trời ơi. Thôi kìa, bắn đi anh chị. Để em bắn nè, cô ơi, bắn bả nó. And Quay, phải được không? Rồi, được không? Ê, đem coi. Bả rồi. Ê, một cục nước kìa. Nhanh. Bắn nó. And cho mày chết, Phá hủy nó, mày chết à. Ui. Ôi, hên quá. Được nha. Trời ơi, mẹ ơi. Ở đâu nó vậy, tôi nghe tiếng kìa. Hình như coi chừng á, đi xung quanh xem coi. Nước kìa, sao biết, nước kìa. Ủa hả, hoài vậy. Mày chết rồi. Ui. Ê, coi chừng nhau. Ui. Được rồi, cuối cùng cũng đã xong rồi. Rồi, 1, 2, 3. Ôi, giải quyết được. Mấy thiên thạch là mong là có một thiên thạch được đó. Ê. Ôi, trở lại như cũ rồi. Yeah. Ui. Rồi, ê, Tà Quyên. Nếu như
cái cục này là mặt trời thì chúng ta sẽ lấy những cái này chúng ta đem đi bán chắc có tiền lắm á. Mấy vậy đúng rồi bào nên như vậy. Ok trời ơi, giờ mình có đóng mặt trời, giờ mình sẽ bán đóng này đến có tiền á bạn ha. Thôi được rồi, video mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn bạn theo dõi video mình ha. Nếu giờ nào thích video này nhớ like và chia sẻ video với mình và nhớ mọi mình nha, nhớ mọi tất cả người trong đêm tối nha. Bye bye, chúc ngày tốt lành. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook hãy nhớ tham gia vào link fanpage của mình nhé, mình để dưới phần mô tả đó, và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới của mình nhé.